cha mẹ ly hôn, người chịu nhiều thiệt thòi vẫn là những đứa trẻ. Chúng không chỉ bị ảnh hưởng tâm lý mà còn luôn thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Mới đây, trên đăng lan truyền bức thư của cậu bé lớp 5 viết cho mẹ khiến ai nấy nghẹn ngào. Gửi mẹ kính yêu. Đã gần 3 năm không có mẹ đi cùng trên chặng đường khó khăn của con. Ngày hôm nay là ngày họp phụ huynh, con có nhiều điều muốn nói. Năm nay con muốn học giỏi để bố mẹ vui lòng, nhưng con xin lỗi vì con làm bố mẹ buồn. Con sẽ làm lại và sẽ cố gắng. Con nghĩ mình sắp làm được thì con lại bị áp lực. Lúc đó con quá mệt mỏi để đạt được mục tiêu. Lúc đó con tưởng con bị trầm cảm vì không có bố mẹ ở bên thì bố đã về. Một người đã chia sẻ cùng con, bảo con phải cố gắng để vượt lên tất cả. Con muốn mẹ dành thời gian cho con và em bé. Nếu thành tích của con chưa vừa ý bố mẹ thì con xin bố mẹ đừng buồn, bởi vì con đã cố gắng hết sức. Hôm trước, con bị bỏng chân. Con biết bố mẹ rất lo lắng cho con, nhưng bố mẹ đừng lo lắng quá, bởi vì con cũng đã là học sinh lớp 5, con cũng đã trưởng thành. Con biết, con thiếu sự chăm sóc của hai người. Mục tiêu của con là đạt được hai chữ A. Ông và bà quá nghiêm khắc. Ngày nào ông bà cũng mắng con, khiến con nghĩ không bao giờ gặp bố. Con trai của bố mẹ, L, T, M. Được biết, bức thư này cậu bé tranh thủ viết trong lớp đúng hôm họp phụ huynh 27 tháng 9 năm 2019. Sau đó, cậu bé đã gửi cho mẹ mình. Và bà ngoại chính là người đã thấy, liền chụp lại rồi gửi cho bố của cậu bé. Theo lời người bố L, L, vợ chồng anh ly dị từ năm con trai mới 1,5 tuổi. Cháu ở với mẹ đến năm 8 tuổi rồi chuyển về sống với bố. Vợ cũ của anh, tức mẹ đẻ của cậu bé viết nên bức thư này đã đi bước nữa, hiện tại có một em bé. Còn L, L vẫn ở vậy, tuy nhiên do công việc không mấy thuận lợi nên anh đi làm ăn xa, ít có thời gian quan tâm, chăm sóc và gần gũi con. Chỉ những dịp hè hoặc Tết, anh mới cho con trai đi nghỉ mát. Cũng bởi thế, giữa hai bố con vẫn có những khoảng cách vô hình. Cháu ở nhà với ông bà nội, ông bà thì nghiêm khắc hay mắng, quá. May sao lúc đó tôi về nên thường xuyên tỉ tê, tâm sự, lo lắng và quan tâm đến con trai. Mặc dù chưa thực sự xóa bỏ được khoảng cách vô hình đó, nhưng cũng phần nào bù đắp được tình cảm cho nó anh L. L cho biết. Tuy nhiên, sau hôm họp phụ huynh ngày 27 tháng 9 năm 2019 thì cậu bé lớp 5 đã gửi cho mẹ bức thư cậu lén viết ở lớp. Tối hôm đó bà ngoại gửi cho tôi, sau khi đọc xong thì nước mắt cứ chảy, nhưng cũng cảm thấy may mắn là biết được tâm sự và suy nghĩ của con. Giờ là lúc tôi cần cố gắng và bù đắp lại cho thằng bé sau bao nhiêu năm chịu thiệt thòi. Anh L. L chia sẻ. Sau khi đọc những chia sẻ của ông bố trẻ L, L và bức thư xúc động của cậu bé L, T, M, ai nấy đều vô cùng xúc động, nghẹn ngào chia sẻ. Đọc mà rơi nước mắt, ly hôn thì người thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ. Mới lớp 5 mà đã biết nghĩ như thế này rồi. Thằng bé này vì hoàn cảnh mà trưởng thành, chững chạc sớm quá. Thương vô cùng thương. Tôi đọc mẹ y sau ngờ mua y cay cay. Nờ làm cha mẹ nhiều khi chi công ngờ gia nhờ cho con tờ tờ ma quên tờ hô cờ vô ti nhờ không co đu thời gian quan tâm, chăm sóc gia nhờ cho con. Tôi co hai đá con ga y, gia y bưa đưa tôi cung ngờ ly hôn tờ bo nờ nho ra ngoa y ơ thiên. Cư nghi y tha ngờ hô cờ ca năm bô no mơ y đơ nờ bờ con, cho gia y đông ngờ le rồi la y về dơ y cuộc sống riêng của a bô nó, tôi la y nho y lo ngờ. Gửi con một cái ôm nhé con trai. Đọc thư con viết cô tin con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ và có một trái tim đầy yêu thương. Con cái chỉ bé một lần thôi, đến khi người làm bố làm mẹ tìm được hạnh phúc của riêng họ, vượt qua được nỗi đau tổn thương, thì con bạn cũng lớn rồi. Những tình cảm, quan tâm mà nó khao khát nhận được, nhưng người bố người mẹ ấy đã không thể cho nó. Mãi mãi sẽ là một nút thắt trong lòng nó. Tuổi thơ mãi mãi không trọn vẹn. Bởi vậy, bạn có thể ly hôn vì bạn thấy khổ, nhưng phải chu toàn cho con. Bạn khổ một, thì con khổ gấp ngàn lần, huống hồ bạn được lựa chọn, nhưng con bạn thì không. Nó sinh ra đã rơi vào gia đình không trọn vẹn như vậy rồi. Chia sẻ câu chuyện này, anh L.
L cũng muốn qua đây nhắn nhủ tới những người đang làm cha, làm mẹ, tôi mong những ông bố, bà mẹ nên yêu thương, quan tâm, chăm sóc và tâm sự với con cái nhiều hơn, để có thể nắm bắt được tâm lý con trẻ trước khi quá muộn, nhất là với những bố mẹ đã ly dị. Người lớn có thể lấy vợ, lấy chồng chỉ có con cái là người thiệt thòi nhất thôi.